Chào mừng chị và các bạn quay lại với kênh Tiếng Anh Grabby. Thì hôm nay chủ đề sẽ là cách chọn thầy giáo học ngoại ngữ hiệu quả nhất với góc nhìn cá nhân của tôi. Đấy, thì tôi không phải là thầy giáo, tôi chỉ là thợ ngoại ngữ thôi. Đấy, thì tôi chia sẻ những cái gì mà tôi đã trải nghiệm và tôi biết. Nếu anh chị nào thấy phù hợp thì có thể tham khảo áp dụng và tìm đúng người thầy của mình, người thầy ngoại ngữ của mình. Đấy, thì tôi phân chia ra thầy giáo ngoại ngữ sẽ làm hai hệ. Hệ thứ nhất là thầy giáo có bằng cấp, có nghĩa là dạy về ôn thi chứng chỉ để thi thố. Đấy. Hay còn cái hệ thứ hai là thầy giáo chuyên về giao tiếp. Tôi đi về cái mặt hệ chữ đầu tiên là hệ về thi thố trước. Thì cái hệ này thì anh chị tìm rất dễ. Muốn học thầy nào thì bảo họ cho xem cái bảng điểm. Đấy là bao nhiêu điểm, IELTS mấy chấm. Đấy, thì mình có thể nhìn luôn cái bảng điểm đó. Tất nhiên bây giờ họ không thể fake được, nhưng ít nhất là mình còn có thể nhìn được cái bảng điểm. Mình có thể lên được cái trang mình tra, có cái mã số mình tra xem số điểm có thật sự không. Đấy, có cái tên, có cái mã số. Đấy, thì có chứng chỉ thì mình sẽ có nhìn, có cái cặp mắt mình nhìn thấy nó trực tiếp và thấu đáo hơn. Đấy. Hay còn cái thứ hai là thầy giáo dạy về giao tiếp. Thì một ông thầy giáo về giao tiếp thì anh em vào cái trang cá nhân ấy, xem có giao tiếp tiếng Anh thì có giao tiếp với tiếng Anh cả người nước ngoài không, tiếng Đức thì có thấy nói chuyện với cả người Đức không, tiếng Tây Ban Nha thì còn nói thấy nói chuyện với cả người Tây Ban Nha không, và xem là cái độ dài của video là bao lâu, 5 phút, 10 phút, 30 phút hay 1 tiếng. Nếu mà cái tầm thầy giáo ấy, thì nó phải nói tầm 30 phút 1 tiếng trở lên, và là mắc lỗi ít. Tất nhiên mắc lỗi là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà đã là xưng thầy thì là phải có một độ chuẩn chỉ nhất định. Đấy, tầm 30 phút nghe xem, nếu mà không đủ khả năng hiểu đánh giá thì hãy nhờ những người người ta có đủ khả năng trình độ nào đó, người ta xem là ông thầy này giao tiếp thế nào. Nếu mà dạy về giao tiếp thì phải giỏi giao tiếp, và giao tiếp nó không đơn thuần là giao tiếp mà nó ngôn ngữ chỉ cái công cụ thôi. Đôi khi giao tiếp nó cần cả kỹ năng giao tiếp nữa, cái kiến thức nữa, và cái khả năng truyền đạt nữa. Tất nhiên là cái chuyên môn và cái chứng chỉ bằng cấp là một phần, nhưng mà khi đã giao dạy giao tiếp thì phải có kỹ năng giao tiếp, khả năng truyền đạt, kỹ năng kết nối. Đấy, chị có thể nhìn thẳng vào luôn. Nếu mà vào trang cá nhân mà không thấy những cái video thực tế như thế thì lên xem xét anh em nhé, anh chị nhé. Đấy. Một ông thầy giỏi, ông ấy không ngại trình bày ra sâu ra cho anh em là khả năng họ đâu. Họ đi kiếm tiền mà. Họ đang bán cái chất xám, họ đang bán hàng. Bản chất đi dạy học cũng làm hình thức bán hàng, bán chất xám, bán tri thức. Mà vào trang cá nhân mà không thấy video nói chuyện với cả người bản địa, người nước ngoài, người Tây lâu lâu một chút thì nên cân nhắc xem xét.